Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình tiến độ của dự án The Metropole Thủ Thiêm cho các bạn cùng theo dõi. Trên màn hình các bạn đó chính là dự án The Metropole Thủ Thiêm. Các bạn có thể thấy thì tiến độ của dự án này rất là nhanh. Hiện tại thì dự án The Metropole Thủ Thiêm đang triển khai giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án. Giai đoạn 2 của dự án trên màn hình các bạn có thể thấy giai đoạn này thì gồm có 3 tòa tháp, 2 tòa tháp văn phòng và 1 tòa tháp căn hộ. Hiện tại thì các tòa tháp trong giai đoạn 2 đã được thi công gần xong, kính cũng đã được ốp full, chỉ còn thiếu một số vị trí là đang được lắp đặt kính. Hiện tại thì phía bên dưới rào quây tôn cũng đã được nhà thầu thi công tháo dỡ và đang hoàn thiện phía bên dưới, hoàn thiện cảnh quan cũng như là hoàn thiện bó vỉa hè để sớm đưa giai đoạn 2 này hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư. Có thể thấy thì tiến độ xây dựng của dự án này cũng rất là nhanh khi dự án này được xây dựng cả hai giai đoạn cùng một lúc. Giai đoạn 2 thì nhà thầu chính thi công là nhà thầu Central và giai đoạn 3 thì nhà thầu Hòa Bình đảm nhận và triển khai thi công. Giai đoạn 3 của dự án này thì gồm 2 tòa tháp. Trên màn hình các bạn có thể thấy thì 2 tòa tháp trong giai đoạn 2 đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện. 2 tòa tháp này thì đã được cất nóc và đang được ốp kính và thi công phía bên trong. Hiện tại thì kính của 2 tòa tháp trong giai đoạn 3 đã ốp được một nửa và phía bên trong cũng đang được triển khai xây vách tường ngăn và thi công hệ thống thoát nước, hệ thống cơ điện cũng như là hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống thông gió cho 2 tòa tháp căn hộ này. 2 tòa tháp căn hộ này thì có chiều cao là 25 tầng. Như vậy thì dự án này cũng đã sắp hoàn thiện, dự kiến thì vào cuối năm nay sẽ hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư vào năm 2024. Quý vị và các bạn có thể xem qua một số hình ảnh về tiến độ xây dựng của dự án The Metropole Thủ Thiêm. Nhìn toàn cảnh của dự án này thì các bạn có thể thấy 2 tòa tháp văn phòng trong dự án này được ốp full kính cho nên là nhìn rất là đẹp và sang trọng. Sau khi hoàn thành thì 2 tòa tháp văn phòng này cũng sẽ được bật hệ thống đèn LED chiếu sáng và giúp cho khu đô thị mới Thủ Thiêm trông đẹp hơn vào ban đêm.
Video cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ của dự án The Metropole Thủ Thiêm của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.